Thơm không? Thơm. Thơm không? Thơm. 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 Với công thức độc quyền và các thành phần thiên nhiên từ Pháp thì hỏi làm sao mà em nó không thơm cho được, đúng không? Đúng, đúng. Úp úp mở mở với mọi người từ bữa giờ thì hôm nay Trinh sẽ đem em nó Trinh làng đây. Ta-da! Sữa tắm nước hoa Unite. Bắt nguồn từ cảm hứng chai nước hoa Bon No. 9 mà Trinh cực kỳ yêu thích thì nay Yumi đã nghiên cứu ra chai sữa tắm nước hoa Unite này với các cái thành phần rất là thiên nhiên, giống như là lá trầu không nè, dầu ô liu nè, rồi các cái hoạt chất vitamin C, vitamin E, có một cái mùi hương không có khác gì chai nước hoa này luôn á. Nhẹ nhàng làm sạch da nè, loại bỏ tất cả các bụi bẩn trên da và làm cho làn da của mình rất là mềm và mịn. Và đặc biệt nữa là em nó sẽ lưu hương trên làn da của mình đến 8 tiếng lận đó. Một chai Unite như thế này á thì có giá gốc là 435 cành. Nhưng mà mấy bà biết gì chưa? Đang có một cái giá rất là ưu đãi, đó chính là 335 là mấy bà đã sở hữu được em nó rồi đó. Ngại gì mà không chốt em nó liền, đúng không? Hợp lý.